Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn là yoga chữa bệnh trị liệu cho cột sống. Thì giới thiệu khoa học, yoga là được biết đến là một phương pháp trị liệu tự nhiên giúp phục hồi chức năng, gia tăng sức khỏe và điều hòa cơ thể mà không cần dùng thuốc. Xu hướng trong công việc hiện đại khiến chúng ta ngồi nhiều, ít vận động, từ đó dễ dàng gây ra các tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị, đĩa đệm, chưa kể những biến chứng khó lường từ tuổi trung niên trở đi. Cơ thể là kiệt tác của tạo hóa và cột sống chính là trụ cột vững chắc, nơi tập trung hơn 90% các dây thần kinh dẫn truyền trực tiếp lên não bộ và điều khiển chức năng vận động. Nếu cột sống bị tổn thương, dễ gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể tự cải thiện chức năng bằng phương pháp yoga trị liệu cột sống để có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Đến với khóa học yoga chữa bệnh trị liệu cột sống sẽ mang đến cho bạn chế độ trị liệu và điều dưỡng hoàn hảo, từ chế độ dinh dưỡng đến xây dựng phương pháp luyện tập hiệu quả cao. Lợi ích của khóa học phòng chữa bệnh của các bệnh về sau của cột sống, đốt sống cổ, vân vân, xương khớp dẻo dai, đối tượng đào tạo những người bị mắc bệnh về xương khớp, đốt sống cổ, vân vân. Phụ nữ thường xuyên đi giày cao gót, ngồi bắt chéo chân có khả năng bị các bệnh cong vẹo cột sống, và người thích yoga. Và sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video chia sẻ kiến thức về yoga chữa bệnh trị liệu cột sống. Chào bạn, tôi là Yogi Nguyễn Hiếu, hiện đang giảng dạy yoga, thiền trị liệu và làm đẹp. Bạn thân mến, chắc hẳn bạn biết rằng bệnh đau lưng là một cái chứng bệnh mà vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Và ở tại Việt Nam thì cái hiện tượng bị đau lưng và thoái hóa về xương khớp đang dần bị trẻ hóa do cái thói quen ngồi sai tư thế, vận động sai cách, hoặc là thậm chí cả do chế độ ăn nhanh cũng gây ảnh hưởng và làm lão hóa tới cái hệ xương sống của chúng ta rất là nhanh. Yoga giống như là một liệu pháp và giúp cho cuộc sống của bạn hoàn toàn phục hồi hết sức là tự nhiên và giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi những cái triệu chứng đau đớn ngay tức thì. Liệu pháp yoga cổ xưa này là một liệu pháp phục hồi vô cùng hiệu quả, giúp xoa dịu và đẩy lùi tất cả mọi triệu chứng đau lưng, đau mỏi vai gáy và xương khớp ngay tức thì. Nguyễn Hiếu trân trọng giới thiệu tới bạn bộ bài tập yoga trị liệu hỗ trợ phục hồi cột sống ngay tại nhà vô cùng hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài tập yoga phục hồi cột sống cùng Nguyễn Hiếu. Om Namaskaya. Và các bạn đã theo dõi một đoạn video yoga chữa bệnh trị liệu cho cột sống. Thì nếu như các bạn thấy video này cần thiết đến các bạn cần trị liệu cho cột sống hàng ngày, thì các bạn hãy đăng ký để mua khóa học này. Thì trị giá khóa học này là 700.000. Nếu như các bạn đăng ký ở đường link dưới video này thì các bạn sẽ được ưu đãi là 40%, chỉ còn là 419.000. Thì video này mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích tới các bạn và mọi người, thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy đăng ký kênh của mình. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ những khóa học tiếp theo.